Em xin chào các bác. Hôm nay thì em còn một cái chiếc lọ xịt muỗi, lọ xịt đuổi muỗi của Nhật mà để quên không để ý, nhưng mà vẫn còn một lọ. Trước có mấy bác hỏi nhưng mà lại tưởng hết rồi. Còn một cái lọ xịt muỗi này trước em cũng lên sóng với các bác một vài lần rồi. Hàng của Nhật xịn các bác nhé. Đây là nó là lọ xịt đuổi muỗi chứ không phải là tiêu diệt muỗi đâu ạ. Cho nên là an toàn cho sức khỏe của con người. Đấy, hàng Nhật trên đây hoàn toàn các bác yên tâm luôn. Lọ xịt đuổi muỗi của Nhật, giá nó có hơi đắt một chút nhưng mà bù lại các bác dùng là rất là tuyệt vời. Đấy, cách dùng của nó thì như sau. Ở trên này thì các bác nhìn là có một cái nấc lock và open này. Các bác mở sang cái nấc open này, các bác xịt cho em 1-2 phát ở trong phòng thôi. Sau đó các bác cứ để nấc open này các bác mở ra thì muỗi tự động nó sẽ không dám vào phòng nữa. Mà cái lọ này để được tầm khoảng 5-6 tháng sau thì nó sẽ mới bay hơi hết được. Đấy, thỉnh thoảng các bác mới xịt thôi, còn không cần phải xịt nhiều đâu ạ. Chủ yếu là để nó ra cái mùi hương một chút. Đấy, còn đuổi muỗi các bác nhá, hoàn toàn là không gây hại đến sức khỏe con người luôn. Hàng của Nhật xịn. Đấy, lọ đuổi muỗi. Các bác nào có nhu cầu lấy các bác liên hệ nhé. Cái này em bán là 500.000 và bao ship toàn quốc cho các bác ạ. Giá nó hơi đắt một chút nhưng mà hàng Nhật, tiền nào của đấy thôi ạ. Này, các bác nào muốn lấy thì các bác liên hệ, có mỗi lọ duy nhất thôi. Cái hàng này chưa em nhập được nhưng bây giờ chịu trả nhập được nữa rồi. Giá 500 bao ship thôi nha. Lọ xịt đuổi muỗi Nhật Bản. Xin chào các bác.